Dạ rồi, xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê cây kiểng trên cả nước ha. Hôm nay thì vườn mai của bạn Nam địa chỉ ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, có lên một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của bạn Nam cô chú anh chị ha. Hàng ghép gốc nhất liền cốt 2 năm rưỡi 3 năm cô chú anh chị. Cây vô chậu 2 tấc, hàng trận Tết năm 2024, thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây này giá cả hợp lý, mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nha, chào quý cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em tiếp tục đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai về cho cô chú anh chị mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Thì giờ một cái đầu clip là em giao lưu với cô chú anh chị mình là một cặp mai mã số 43 nha cô chú anh chị. Rồi. 43A. 43A là một cặp mai gồm có một cây cúc vạn thọ nha. Cây này liền có củ đế nè cô chú anh chị ha. Và một cây cúc tây thi. Tây thi đế là so 4 dòng. Rồi, em sẽ ra hông số cho cô chú anh chị mình xem thử ha. Hình hoành thân là được 6. Nói chung là lô này hoành nó từ 6 7 cô chú anh chị. Đo mấy cây đầu cho cô chú anh chị mình xem là mình biết cái mã số cái hoành thân ha. Hoành thân là được 5. Cây này cũng có quấn củ đế hết ha. Hoàng thân là 567 các bạn ha. Đúng rồi, 567. Chiều cao là được 52. Rồi. Chiều cao cái bên đây là được 60. Rồi. Thì cặp này giao cô chú anh chị mình giá là 250.000đ. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Một rồi. Cặp 2 cây. Đợi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cặp mã số. Tiếp theo là mã số 44A. 44A cũng là một cặp mai luôn. Rồi. Một cây bạch mai tân tân và một cây cúc 2 tầng. Cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát ha. Chiều cao của cúc 2 tầng được 54. Có củ luôn cô chú anh chị ha. Nguyên chiều cao cây bạch mai là 63. Đây cô chú anh chị mình thấy cái đỏ ha. Đó. Rất đẹp ha. Đây, nút nụ của chú anh chị nha. Quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Mình dở là mình thấy. Dở cái lá là mình dòm sau lá cô chú anh chị ha. Rồi. Thì cặp mã số 44E, giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 250.000 luôn. Rồi, để cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cặp mã số 45A cũng là 2 giống luôn. Rồi. Rồi, cặp bên đây là một cây, bên đây là một cây dở nhung. Và cặp bên đây là một cây cúc họ Hương cô chú anh chị. Rồi. Má chừng cái tàn của cái củ của cô chú anh chị, những cái củ nè. Và dở nhung nè cô chú anh chị, mỏi mắt lá luôn nè. Cái củ quá trời cái củ luôn. Củ như cái bánh vậy. Rồi, chiều cao của cây 57. Chiều cao của em bên đây là được 60. Rồi. Rồi, tán ngang cây cúc họ Hương là được 50. Tán ngang cây này là được 37. Rồi, cặp này cũng giao lưu của chú anh chị mình giá 250.000 luôn nha. Mã số 45A. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cặp mã số 46A. Rồi. 46A. Cũng là một cây, một cặp mai luôn. Rồi. Cây bên đây là một cây cúc bi nha cô chú anh chị. Cúc bi quấn đế bí nè cô chú anh chị ha. Quá trời cái nhân đế. Rồi, cúc hoàng hậu quấn đế rồng nha cô chú anh chị. Cây cúc hoàng hậu quấn đế rồng luôn. Cây thì lên nút nụ hết rồi cô chú anh chị ha. Rồi, chiều cao của cây cúc bi là được 69. Chiều cao của cây hoàng hậu là được 55. Rồi. Rồi, cặp này cũng như cô chú anh chị với 250.000 luôn nha. Rồi. Rồi, mã số 46A. Rồi, mã số 47A. 47A cũng là một cặp mai luôn. Rồi, hàng gốc nhớt bên vườn của bạn Nam thì hoành từ 567 nha cô chú anh chị, 5678. Rồi, đây thì có một cây đại ọc gốc vườn ha, em để vô em bán cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, bán rẻ luôn ha. Rồi, hoành thân của cây đại ọc này được 14. Rồi. Chiều cao của cây siêu bông là được 54, chiều rồi. Cao của cây đại ọc là được 41. Rồi, cặp mã số 47A, em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 300 thôi. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cặp mã số 48. Rồi. 48A. Cũng là một cặp mai luôn. Một cây bên đây là một cây cúc họ Hương. Rồi, một cây bên đây là một cây dẻo hơm ha. Cúc họ Hương nha, đế bí luôn cô chú anh chị. Cây tàn rất to luôn. Cây bên này cũng đế bí luôn rồi cô chú anh chị. Đế bí luôn nè ha. Một cây dẻo thơm và một cây cúc 150. Tàn khá là tròn luôn. Chiều cao là được 70. Hai cây này khá đồng đều hai ha. Cây này khá đều nha. Rồi, cặp này giao lưu như vậy bạn. Rồi, cặp này giao lưu của chú anh chị mình giá cũng là 250.000 thôi. Rồi, đợi cây ha. Rồi.
Rồi tiếp theo cặp mã số 49 à. Rồi cũng là một cặp mai luôn à, một cây 150 với cây siêu bông các bạn ha. Đúng rồi, một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn. Đây, cây siêu bông đây, cô chú anh chị thấy cái cũ ha. Hoành này cả 8 á cô chú anh chị. Quá trời to luôn. Cây 150 liền cốt như cây zin này ha. Rồi, hoành thân được 7. Rồi. Rồi. Cái bên này chắc 6 à. Chiều cao là được 70. Rồi. Chiều cao siêu bông Sài Gòn lá lớn là được 54. Rồi. Rồi, cặp mã số 49A cũng giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 280.000 thôi. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cặp mã số 50 A. 50A cũng là một cây cúc phượng hình trân và một cây đại lộc nha cô chú anh chị. Quá chừng luôn cái nút nụ của cô chú anh chị, thấy chuỗi không? Phượng hình trân là phải bắn chuỗi nè. Quá xuất sắc cái chuỗi ha. Thấy vậy chứ nó chưa đâu, nó đang làm nụ nên nó bắn chuỗi vậy thôi chứ nó chưa nở đâu nha cô chú anh chị, còn lâu lắm nha. Hàng gốc nhớt nè, đó. Liền cốt hết ha, như cây ghiên hết luôn. Đại lộc cũng nụ xuất sắc luôn. Đó. Rồi thông số chiều cao đi bạn ơi. Rồi. Thì đó thử cái gốc này cho cô anh chị mình xem thử ha. Nó cũng từ 567 ha, ngày 550. Chiều cao của cây là được 52, chiều cao của cây bên đây được 58. Rồi, rồi. Cặp 50A em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 270.000 thôi. Rồi. Thì cặp mã số 50A cũng là một cặp cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ à. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094, cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ à. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.